Sài Gòn chuẩn bị mưa rồi các anh chị. Có một cái câu nói là mình không có dù thì phải nỗ lực cố gắng để mà chạy đi trước thôi. Những người có dù thì người ta thong thả. Cũng như bây giờ ngồi trong ô tô á, có mưa thì cũng bình thường, nhiều khi lại thấy thú vị nữa. Nhưng mà những anh chị bên ngoài đi xe máy, xe đạp thì khi mà mưa tới thì mọi người phải đi tìm chỗ để trú hay là phải chạy nhanh về nhà. Ý mình ở đây không phải là câu chuyện phân biệt, mà là đồng ý là chúng ta sẽ phải nỗ lực, nhưng mà không thể nào cứ nỗ lực đi trú mưa hoài được. Ít nhất ví dụ như là mình đã có một cái xuất phát điểm nó không được tốt, thế mình phải nỗ lực để sao cái giai đoạn phía sau của chúng ta không phải đơn thuần là câu chuyện nó đỡ khổ hơn, mà nó là câu chuyện làm sao mà chúng ta tái tạo xây dựng lại cái nền tảng của mình để mọi thứ nó thuận lợi hơn trong giai đoạn tiếp theo. Bản thân mình hồi xưa là cũng đi đi bộ đi xe đạp mà, nhưng mà mình không có muốn như vậy hoài, cũng muốn sau này mình có được những sự phát triển, mình có được cái thuận lợi hơn để mình có thể nhất được đi xe máy, được đi ô tô. Có thể bắt đầu là một cái xuất phát điểm nó khó cũng được, nó khổ cũng được, nhưng mà không thể nào khổ mãi như thế được. Mình phải phấn đấu để có những cái sự tiến bộ và phát triển hơn, để sau này mình không còn khổ nữa mà mình tiến đến những cái sự phát triển tốt hơn cho cá nhân, cuộc sống và sự nghiệp.